Ngày 28 tháng 7, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một nữ bệnh nhân 20 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp xuống thấp, suy tim, suy thận, phù não sau khi hút thuốc lá điện tử. Kết quả xét nghiệm mẫu dung dịch thuốc lá điện tử bệnh nhân sử dụng được thực hiện tại Viện Pháp Y Quốc gia cho thấy, trong mẫu dung dịch này có một loại chất cần sa tổng hợp có tên là ADB, Putinaka, là một hợp chất ma túy hoàn toàn mới, Kết quả xét nghiệm này cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc chất cần sa tổng hợp có trong thuốc lá điện tử chứ không phải ngộ độc chất nicotine, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết. Hiện nay sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của nữ bệnh nhân này đã cải thiện tốt hơn về tim mạch, não bộ, thận nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê, cần theo dõi thêm để cải thiện chức năng não bộ. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết thêm trong thời gian gần đây trung tâm đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc khác sau khi sử dụng thuốc lá điện tử với các biểu hiện như ảo giác tăng huyết áp tụt huyết áp yếu cơ suy tim suy thận suy gan qua đó cho thấy nhiều loại thuốc lá điện tử đang có chứa rất nhiều hợp chất phức tạp và vô cùng độc hại nguy hiểm cho người sử dụng